cầm cho con. Cái này cầm cho mình chơi. Cô về nha. Quá mệt phải không? Bây giờ là trưa đâu phải mệt, bây giờ tới tối luôn không? Con qua đây chụp với quý thầy đi. Qua đây ngồi đứng đây chụp với quý thầy này. Ôm luôn, ôm thoải mái. Ôm luôn. Quay ngược lại nha. 2, 3. Quay đây. Quay lại, cô lấy cái phông. Quay đẹp được, quay lại. Vô. Vô, vô. Vô. Chưa, lấy hết phông mới đẹp. Rồi, cô chụp nha. 2, 3 tấm nữa nè. Tấm nữa là cô lấy cận cảnh nè. 2, 3. Ok. Con cái. Rồi rồi, nội vô, mẹ vô. 2, 3 gần nha. Yes. Cha đứng chụp hình cho con, cắm cho con. Cha cứ phân công cho con. Nhặt lên cho rồi hả? Dạ, dạ, vâng. Có lý. Dạ. Được hả con ha? Dạ. Lên chặt bếp hai hả con? Dạ. Đúng rồi, tiếp nha. Nó không có. Dạ, con xin phép cha con cho cái mẹ. Ở đi có mấy camera quay vòng vòng luôn. Ô chào em. Bé này gì đó hả? Hiền Trân đó. Nghe bé tên bé lâu lắm rồi bây giờ mới gặp. Dạ, con hôm nay con hát lễ cho em. Con hát solo câu bài